Ngày xưa bé thơ rất ham mê truyện tranh, thời ký ức không thể quên. Tiền ăn mỗi hôm có 2.000 để dành, nhịn không ăn cần thuê chuyện hết sạch. Gọi nhau lúc xưa có may bàn mà thôi, tiền cược đặt nào có dám gọi lâu. Lật từng trang kiếm tên trong danh bạ, đặc biệt hồi hộp xem đâu kia ai nghe điện. Alo ai ư? Vẫn nhớ lúc bé cùng cả lũ sang bên nhà nhau, anh em chơi game và quên hết ưu sầu. Mỗi đứa mỗi tính, thằng nào cũng tranh nhau vào chơi. Cười ai cũng say mê rồi là hết mang trời. Đang xem phim hay bực nhất lúc ăn tên rồi, xoay hết các hương được không hãy cất lời. Hí hí, ai mà chưa từng một lần nếm trải những cú lừa siêu ảo của hộp bánh quý. Cuốn chân trở thành hoàng hậu cao quý, bỏng gậy cầm lên trông như hiệp sĩ. Chơi cọng đạp rồi đến chơi huých cối, tuổi thơ thật dữ dội quá. Hí hí hí. Ngày sinh nhật, ngày đặc biệt diễn ra mỗi năm một lần. Nước bánh chai, bởi một đống gia chiêu đãi lũ bản thân. Nhật ký, bút may, vỗ ly rơi đồng hồ báo thức làm quà. Chẳng cần những thứ xa hoa, vẫn ngập tràn tiếng cười là kỷ niệm luôn theo ta suốt bao năm tháng qua. Khi ta selfie phải phong má chu môi, bạn ơi giấu thêm fan sai cho lạ nhất trên đời. 1200 đồng hành với anh em một thời, chơi game hot nhất là trò rắn săn môi. Khi sắp đôi mươi bản thân biết ước mơ nhiều hơn, đã biết yêu đương bằng cảm xúc chập chờn. Nhớ tôi vẫn thấy hồi hộp lúc bước ra làm quen, bao năm trôi qua cảm xúc vẫn nguyên. Lúc tan học ngày nào cũng kéo nhau ra quán net đăng nhập vào Yahoo. Audition huyền thoại với tốc độ nhạc 200 hết mình ta đập. Nhảy 4K rồi lại đến 8K và nhảy beat up xong còn cả crazy. Nhưng đang cay bị phụ huynh bắt ngay tại quán net khi game đang rất hay. Còn phí nó phải ta đi bên nhau. Thưởng thức món ngon mọi nơi, anh em sát cánh cùng chung sức diệt môi. Một chiếc lúc đó chụp hình với phong cách Hàn Quốc, tay chân bắt veo và những dáng quen thuộc. Đam mê năm xưa còn biểu diễn cho văn nghệ trường, yêu thích cây pop bài nào cũng chơi được. Bao nhiêu ký ức vời cuối cấp xinh tươi hồn nhiên sẽ vẫn nhớ mãi. Mọi khoảnh khắc đời luôn đặc sắc.